Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về giống lúa Đài Thơm 8. Các bạn đã biết đấy, lúa này năng suất rất cao, tầm 1 tấn đến 1 tấn 1 tấn 2 1.000 mét vuông. Các bạn nhìn bông lúa khá là mẩy. Theo kinh nghiệm mình chăm sóc thì trên bông lúa này chỉ có tầm 5% hạt lép thôi. Đây, nó mẩy đến tận một cuống luôn. Một dành như này may ra thì có một hạt lép thôi, không có một hạt lép nữa. Nguyên một bông chỉ có một hai hạt lép thôi. Nó mẩy. Đây là ruộng lúa mình. Các bạn biết sao mà nó bắt đầu xanh như thế này không? Chỗ xanh, bông chín. Giờ mình bơm nước qua cái mảnh này để bơm xuống ruộng dưới, nên là nó sẽ nhiều nước. Giống lúa này thì rất là ngon, bán giá cũng được giá. Nhưng ở chỗ mình người ta không mua tươi, chỉ mua lúa khô thôi. Mình sẽ cắn cho các bạn xem một giống hạt lúa. Ở đây bốn xung quanh người ta gặt hết rồi. Và mình giống của mình nó dài ngày hơn một tí. Đây, hạt gạo đây. Khá là đẹp. Các bạn thấy lúa rất là mẩy, bông lúa thì to. Đây là cái ao bơm nước, ao chứa nước của mình. Đây, mình phải lên đây cao đây quay cho các bạn xem. Các bạn đoán mảnh lúa của mình mới sao? Có tí xíu à, có 2.000 mét vuông thôi. Lúa của mình không có nhiều mà năng suất nó cao. Đây là trên cao nha, không phải ruộng trũng đâu. Ruộng trũng năng suất nó còn gớm hơn. Bạn nhìn thấy nhựa ngoài mấy cái bờ bao kìa, ở ngoài đấy lúa rất là năng suất, có thể đạt tấn 2 một sào, một công 1.000 mét vuông. Nhưng người ta lại làm rất muộn vì nước nó phải rút hết ra người ta mới làm được. Các bạn thấy giống lúa mình thế nào? Trời nắng quá. Để quay gần cho các bạn xem. Bông lúa này rất to. Cho cái bờ ao nó cao quá, mình không thể đi hết vòng quanh ruộng được. Bạn nhìn biết là lúa rất là đều, cũng bị chuột ăn nhá, mấy chuột lõm lõm này này, chuột ăn. Oh.
Các bạn hãy cho mình một nhận xét về giống lúa này. Nếu chưa đăng ký kênh hãy để đăng ký kênh để theo dõi những giống lúa tiếp theo. Đây là giống đài thơm 8. Mình ở Đắk Lắk. Mình không bán giống, mình chỉ quay video cho các bạn tham khảo thôi. Rồi bữa nào chắc cỡ khoảng 4-5 hôm nữa là mình sẽ gặt và mình sẽ cho các bạn xem 2000 m² của mình được bao nhiêu lúa. Do mình ruộng mình mới chan nên đầu này nó hơi xấu hơn đầu dưới nên nó chín trước. Đây, bốn quanh người ta gặt đốt luôn này. Ở đây họ không có ổ rơm, họ không lấy rơm cho bò luôn. Mà ngoài kia nó hàng vài trăm héc mà người ta cũng không lấy luôn. Mình đang có ý tưởng là mua một chiếc máy cuốn rơm này bán. Đấy cũng hợp lý ấy, nhưng mà thôi không biết làm ba cái đấy. Vì làm video cho các bạn xem thôi. Nhưng thứ hai nhớ bấm like, để lại một comment. Bye, giờ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.